cười ghê chứ. Cái gồ chà bá luôn. Thế con này con gì đây? Con này con gì đây? Trời ơi. Chà bá. Vàng quét luôn quý vị thấy không? Vàng nó đen luôn á, đen lưng luôn á. Rồi, rồi. Xuống. Không gì tả bằng đó. Cũng được câu ký ngoài. Rồi, cái này không như hồi xưa mà câu thùng thùng nữa vậy ơi. Câu cá rô giờ khoảng ký mấy à? Câu khoảng ký mấy à? Nó trong kia nữa. Nó là khoảng 30 con, hai mấy 30 con như vậy. Thì được cũng xin chào quý vị các bạn và các anh em đã quay trở lại với video theo của mình nha. Trời ơi coi này dưới bè sóng nữa quý vị ơi, nhìn thấy ghê không? Sóng cành ngành không? Cho nên là được thấy không ổn cho nên mình sẽ lên bờ móc lỗ các bạn thấy không? Cho nên là nó có mấy cái rãnh. Cái rãnh này cái mương nhỏ này nó ra vô. Ra vô cặp sông cái luôn, gì nè quý vị. Nó rồi cá nó vô. Vô thôi đây, mình móc lỗ mình câu thôi ha. Xe được chạy tới chỗ luôn. Giờ được mới giải thức ăn này, kiếm con cá rô rồi cho vị rồi xem coi chơi rồi ha. Đó, mới giải đây nè, lỗ trống rồi. Có đá lục bình này thấy ấm quá. Cho nên là giải nhữ thế rồi sao có cá quay tiếp cho vị xem. Giờ mình qua bên kia móc lỗ nữa, móc dài lỗ nữa nha quý vị. Móc dài lỗ nữa, rồi câu tiếp thôi ha. Chưa thấy con dế. Nó lo lập chung ăn mời nổi các bạn. Lụm rồi, lụm rồi không biết thấy không? Đó. Một con. Hơi nhỏ. Không được. Ôi, đã nhỏ quá. Tiếp tục nữa quý vị. Cá chê nó không tiêu vô nút rồi vô rồi tỉnh nên thường lùi ghê không giật con là mất tích còn lắm luôn con gì ấy ồ trời đó phải xuống tán luôn cũng đen thui con này nhanh luôn vừa xuống đã bập luôn rồi ghê không quá nhanh quá nguy hiểm rồi xong đây hầu đã lỗ trống nắng mình câu vô sướng rồi.
em chê à, với em rô ngay lúc này. Đó, càng càng như vậy lúc trời ô dở. Rồi lụm mày cá rồ. Rồi sẽ gỡ thôi nha quý vị. Lỗ này là cái lỗ khác nữa bạn. Đen thù lùi. Thấy ghê không? Ghê gớm. Đen thùi luôn. Những con cá rô đen chưa từng thấy. Đó. Nhắc qua thức ăn. Đây, cá rô. Nóc của bụng. Giật nó bay luôn, nó không có sóc lử. Cười ghê. Cái gồ chào bá luôn. Tới con này con gì đây? Con này con gì đây? Trời ơi. Chào bá. Vàng quét luôn quý vị thấy không? Vàng nó đen luôn á. Đèn lưng luôn. Rồi, rồi. Xuống. Không gì đã bằng đó. Rồi. Vàng mà đèn thui. Tim nó mò quá vậy. Rồi lấm. Lấm. Chắc cá chê quá. Ôi cá rô. Nó dẻ quá, nó không có rút như nãy à. Còn nãy nó rút vô mặt ghê quý vị thấy không? Sướng. Bóc vô. Vô tay cầm lên cho anh em được xem nè. Cầu cần 3 mét đó quý vị. Cô đó. Tiếp. Mấy lúc vào gì khóc quý vị. Sẽ cũng nó bụm. Trời ơi cái gì dở vậy. Cái gồ chắc cá nhỏ mày nó lên hết sạch hết sảy. Rồi đèn mùng không có con nào bự chứ. Kiếm con nào chào bá cho quý vị xem mà nhỏ nhỏ không à. Ghĩa ghĩa lúc lúc dính cái cây.
con nghe các bạn. Dạ quá. Chúng ta chơi đồ lên. Mày cái đồ. Cái này nãy mình giải cái căn thôi, mình không có móc nha các bạn, cho nên là nó hơi khó xem tí xíu. Ui, quá trời. Ôi, sướng sướng. Phơi mà, ba con rồi. Lúc này giờ ba con rồi. Ó, cái gô rồi. Đã kìa. Có cái gô nổ lên mà mỗi khô nó không ăn rồi. Chơi nha các bạn. Nút lử luôn rồi. Quá màu rồi. Tiếp tục. Chỗ này trống lỏng. Mấy bạn cá ăn nha các bạn ơi. Cá nha. Cá ăn. Nấu vào à. Mình tìm lời xíu cho vị xem nha. Ôi ôi, cái chơi mò đó. Vị thấy tim lên bựng bựng luôn á. Lôi hả mày? Tối hả mày? Một cỡ một lúa. Nghe bày nữa các bạn. Nghe ổ rồi. Bốn em. Một cỡ một. Cỡ luôn. Gỡ tiếp vô thùng rồi. Lưỡng luôn rồi, lưỡng luôn rồi. Lúc phải phải. Cá rô đồng. Xong cục mồi này mình sẽ qua lỗ nãy mình móc trong đó lục bình câu lại các bạn. Thấy có một hai con lợi nó núp rồi. Lỗ này nãy giờ mình câu được 6-7 con rồi. Cái rô.
im nữa vì giờ mình sẽ đi qua bên kia thôi. Ừ, lụm rồi. Chưa kịp móc lỗ luôn. Trời, con này khủng à. Vô, vô. Cái lỗ con kia móc đẹp quá trời luôn, không ăn. Còn mình không móc lỗ thì nó dạng ăn thôi quý vị, thì ra mình biết ý à. Được lựa cái lỗ hơi chống chống xíu, quý vị thấy không? Sữa. Đây. Bong 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 bong. Ngu mày, đậu qua bên kia câu mày. Cái chè là cái im thìm. Thì ở chỗ khác thôi. Vậy cũng mọi chìm xuống dưới rồi nó mò tìm, các bạn thấy ghê không? À, mình xuống dưới của mình các bạn thấy không? Lụm rồi, lụm rồi. Trời ơi, ba cái cây gì vậy? Xảy tốt ơi. Cái cây tre thì nó nằm ngay đó đó quý vị. Xảy tốt. Được giải cùng ngồi chuyện dưới đó. Mò lên tim gì đó.
bớt nữa. Bớt cái sảy luôn. Đúng, đúng. Mày hả bụi? Ôi ôi con cá gô. Giật sao mà nó không sắp bằng ơi, quá trời dở. Kéo kéo cái gì đây, dế dương măng lên nổ nhấp nhấp kìa các bạn. Trời ơi cái gì vậy, cái gô cái dê là mắc phao rồi, nhấp nhấp là giống cái sặc cái ỉa mà. Thì được cũng xin chào quý vị các bạn nha, giờ mình cũng chuyên về thôi bạn ơi, cũng chiều giờ ăn cơm nước rồi được đi làm nữa ha. Chúc quý vị một ngày mới xem video vui vẻ nha. Giờ mình cũng về mà thành quả mình con này nè, nó quay cho quý vị xem á, cá rô cũng được câu ký ngoài rồi. Cái này không như hồi xưa mà câu thùng thùng nữa vị ơi, câu cá rô giờ khoảng ký mấy à, còn khoảng ký mấy à, nó trong kia nữa nó là khoảng 30 con, hai mấy 30 con như vậy. Đó, xin chào mọi người nha.